Vâng, xin chào tất cả các bác. Em xin giới thiệu là Khoa Salon Menica, địa chỉ 112 Nguyễn Chánh. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một mẫu xe mới về bên em. Hàng có vẻ như rất là lạ nhưng mà lại là chất lượng rất là tuyệt vời của hãng Honda. Và giá xe mới thời điểm trước mua là trên 1 tỷ đấy. Em xin giới thiệu là Honda HR-V phiên bản 1.8 AT số tự động, dòng SUV mini trong nội thành, trong các thành phố. Và xe sản xuất năm 2020, 1.3 km zin các bác nhé. Em đang chào bán với giá là 765 triệu. Và thời điểm giá trước là liêm yết là 871 triệu chưa đăng ký. Và em xin giới thiệu một chút sơ qua về xe các bác. Hệ thống của xe này các bác này, hệ thống phía mặt trước la căng là hệ thống mặt la căng lưới tản nhiệt, mặt mạ chrome rất là to. Đấy, tạo ra xe các bác nhìn xe trông rất là sáng, trông rất là sang xe. Các hệ thống đèn, hệ thống đèn pha toàn bộ led hết các bạn. Và hệ thống đèn gầm này, led gầm, bi gầm này. Và các đường gân dập nổi dọc theo trục của xe này. Hệ thống la răng này. Lốp cam kết các bác vẫn còn nguyên 100% nhé các bác nhé. Vâng, lốp đết 2020 còn nguyên này. Và các bạn, la răng 17 inch nhé. Và các đường gân dập nổi theo xe này, theo đường khung của xe này. Chìa khóa thông minh cảm biến vân tay này, để đổ start stop này. Và hệ thống dòng xe HR-V này được thiết kế thể thao. Cái hệ thống mở thì khoang sau, cửa sau sẽ là ở phía trên. Và hiện tại vẫn đang sử dụng công nghệ là mở cốp là bằng tay. Và nhưng nó có ti thủy lực. Đấy. Em mời các bác, khoang sau cốp rất là rộng. Khoang sau cốp rất là rộng này, có thể để được rất nhiều vali to. Và tất cả các xe bên em bán ra cam kết 100%. Xin mời máy quay đây một chút. Cam kết 100% là tất cả các ốc, cốp hay là máy móc, khung gầm, tất cả nguyên zin 100%, không có đâm va, không ngập nước, cam kết bằng văn bản với các bác. Và em xin mời các bác xem thêm một chút về khoang sau. Vâng, khoang sau nội thất sau được thiết kế thể thao này các bác nhìn ạ. Vâng, đấy, rất là đẹp. Em hơi chật một chút. Và xin mời máy quay. Vâng, hệ thống ghế da này, túi khí quanh xe này. Vâng các bác nhé. Vâng. Đấy, các bạn nhìn đấy, các bác xem các bạn thấy luôn. Vâng. Em xin mời các bác xem hệ thống khoang trước của xe. Khoang trước của xe này ghế lái chỉnh điện. Và da tắp bi cửa. Hệ thống loa quanh xe. Và chống trơn trượt cân bằng điện tử cảm biến, cruise control, phanh tay điện tử auto hold. Nói chung là tất cả những cái tính năng của dòng xe hiện đại đều có ở trong em HR-V này. Camera lùi màn hình đầy đủ. Và xin mời các bác, bản này nó có cửa sổ trời toàn cảnh các bác nhé, cửa sổ trời đôi. Xin mời mày quay một chút sổ trời chơi. Em mời các bác xem thêm khoang động cơ của xe. Khoang động cơ của xe bên em chưa rửa dọn gì khoang động cơ của xe các bác nhé, vẫn nguyên bản 100% vì nó xe rất là mới, nó siêu lướt 1.3 thôi. Các bác nhìn đấy, chất xe các bác biết, tất cả mọi cái keo chỉ zin hết của nhà máy này. Và tất cả mọi cái là ốc còn nguyên zin, hệ thống ốc 7 màu của xe còn nguyên zin 100% các bác nhé. Các cái ốc của capo hay là các cái khung sườn còn nguyên zin 100%. Dòng này nó có một cái ưu điểm rất là hay, đó là khi mà các bác vận hành của nhà sản xuất đấy, là khi các bác đi với vận tốc từ 40-60 km thì vòng tua chỉ 1.200 vòng thôi. Chỉ là khoảng đấy thôi và nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nó không phải là turbo nhưng mà nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và các bác nào có nhu cầu mua, vui lòng liên hệ với bên em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết báo giá cụ thể. Vâng, em xin cảm ơn.